Tỉnh nguyện ngày 8 tháng 10. Ta yêu con với tình yêu bất diệt. Đầu óc con người không thể thấu hiểu hết sự bất biến trường tồn của ta. Cảm xúc của con thay đổi theo hoàn cảnh con đang đối diện, và con nghĩ rằng tình yêu ta dành cho con cũng thay đổi như vậy. Chính vì thế, con không nhận lãnh hết được tình yêu trường tồn của ta. Mắt con phải vượt lên trên hoàn cảnh xung quanh và hướng đến mắt ta đang chăm chú nhìn con cách yêu thương. Nhận biết được sự hiện diện của ta sẽ giúp sức lực con tăng thêm khi con nhận lãnh và đáp ứng lại tình yêu của ta. Ta không thay đổi hôm qua, hôm nay và cũng như mãi mãi về sau. Hãy để tình yêu ta luôn tràn ngập trong con. Nhu cầu của con đối với ta cũng bất biến như tình yêu của ta luôn tuôn tràn trên con. Trong Jeremy đoạn 31 câu số 33 có chép rằng: Đức Giê-hô-va phán, đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta vào lòng dạ chúng và khắc ghi lên tâm khảm chúng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng và chúng sẽ làm dân ta. Trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 15 câu số 13 có chép rằng: Ngài lấy tình yêu thương dìu dắt dân mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng quyền năng đưa họ về nơi ngự thánh của Ngài. Trong Hebrews đoạn 13 câu số 8 có chép rằng: Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nguyện xin mỗi một con dân Chúa đều tận hưởng sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa.